Xin chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604 ạ. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 3 tháng 8 năm 2023 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những cái dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm nhất, mà với cái giá thì chưa bao giờ, rất là rẻ luôn cô chú anh chị nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Hôm nay thì em có rất là nhiều những dòng hàng lan thuần, những cây lan đang mùa nụ mùa hoa à, rất là tuyệt vời luôn, mà giá cực yêu thương luôn nhé. Xin phép được điểm qua chi tiết từng mặt hàng đến cô chú anh chị và các bạn ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô kiều vuông cánh trắng. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em thân kiều vuông cánh trắng mập nú mà cắt tỉa rất là kỹ luôn rồi. Đó, gần như là 100% những cái thân này khi mà cô chú anh chị về ghép lên là nó sẽ cho hoa cô chú anh chị nhé. Hàng rất là đẹp luôn nha. Và cái dòng kiều vuông cánh trắng này thì em xin phép được bán với giá chỉ có 190.000 cho 1 kg thôi ạ. 190.000 cô chú anh chị nhé. Hàng chưa bao giờ có giá rẻ đến như vậy luôn. Bởi vì em thấy là kiều vuông cánh trắng từ trước nay ít khi nào dưới 201 kg. Rẻ nhất là 220, mà hôm nay thì hàng đẹp như thế này đó, với giá chỉ 190.000 cho 1 kg, có thể kích hoa để nó nở đúng vào thời điểm Tết luôn đấy ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái cây dáng hương tam bảo sắc này, hàng lá xếp. Cái dòng hàng phải nói là hàng quốc dân, mà ai những ai chơi lan chắc chắn là đều không thể thiếu trong sân vườn của nhà mình. Hàng thì cây không quá lớn, không quá nhỏ, đủ sức sống rất là khỏe nhất, để cô chú anh chị khi mà về ghép là ít bị xuống lá, hạn chế bị xuống lá nhất nhé. Những cây tầm như này là về cô chú anh chị ghép sẽ rất là ít bị xuống lá, mà sau này có thể cho những cái vòi hoa rất là tuyệt vời. Và cái dòng tam bảo sắc này em bán với giá chỉ có 160.000 cho 1 kg thôi ạ. Sang bên này đây thì em có dòng lan hài dâu xanh. Hiện tại thì cái dòng lan hài dâu xanh này đang mùa nụ này này. Tuy nhiên ấy thì nụ nó cũng khá là lớn rồi, nên là vận chuyển, khi mà vận chuyển nó ngói trên rừng về nó sẽ bị hỏng nụ ấy cô chú anh chị. Thì cái hàng này á, hiện tại thì nó cũng đang bắt đầu là lên mầm này, lên rất là nhiều mầm chồi. Cái dòng hái rau xanh này em bán với giá chỉ có 100.000 cho 1 kg thôi nhá. Và hai cái lô hàng kiều cánh tua phải nói là rẻ bèo bọt luôn, về cô chú anh chị ghép giúp em, bán gần như là tặng luôn. Em lấy một cái công ít công, gọi là công đóng thùng thôi ạ, 30.000 cho một cái lô kiều cánh tua này. Và sang bên này đây thì em có một cái mặt bông cũng rất là xinh đẹp, một cái dòng lan rừng mà mặt hoa rất là đẹp, đó là cái dòng lan bạch hỏa hoàng. Cô chú anh chị cùng em ngắm và thẩm cái mặt bông của cái dòng lan bạch hỏa hoàng này đây ạ. Một cái khóm nhỏ, một cái giò nhỏ bạch hỏa hoàng thôi, khi mà nở hoa cũng cho mình một cái mặt bông phải nói là đẹp ngắm đã mắt như thế này. Cái hoa lưỡi đỏ trên cái nền bông màu trắng cực kỳ là nổi bật luôn, màu cam đỏ ạ. Trên nền hoa màu trắng rất là nổi bật như thế này này cô chú anh chị. Và cái dòng bạch hỏa hoàng này 1 kg em chỉ bán với giá có 220.000 cho 1 kg thôi. Đấy, hàng giả thành hành nú luôn, căng mướt như này này. Em sẽ bán từ 0,2. Đây em đã cân ra 0,2 để cô chú anh chị mình có thể lượng cái lượng hàng này. 0,2 cô chú anh chị là 44.000, cô chú anh chị sẽ được một cái phần bạch hỏa hoàng này để cô chú anh chị có thể về thoải mái ghép sưu tầm nhé. Và một cái lô rất là nhiều hoàng thảo nghệ tâm ạ, mầm xanh mướt như vậy đó, em bán cả lô này với giá là 50.000 thôi ạ. Sang bên này đây là một cái loại lan mà phải nói là cực kỳ là rẻ nhưng lại rất là đẹp luôn, đó là cái dòng lan hồ điệp này cô chú anh chị. Dòng hồ điệp trước mặt cô chú anh chị đang nhìn đây là cái dòng lan hồ điệp mà với cái hoa vàng lưỡi đỏ đấy ạ. Và chậu này thì vừa rồi vàng công chúa, thì cái chậu này vừa rồi em đang lấy để chơi hoa Tết, thì hiện tại nó đang ra mùa hoa thứ hai, tức là cái hàng này độ bền trên 2 tháng, sau khi tàn hoa bắt đầu là cho cần hoa mới cô chú anh chị này. Thế còn hiện tại thì em đang bán những cây hồ điệp mà rất là khủng, rất là đẹp như thế này cô chú anh chị ạ. Như cái cần này, cần hoa này vừa rồi cắt cần hoa to đùng như thế này này,
Thì một cái chậu hồ điệp này với giá em bán chỉ có 30.000 cho một giò, à 35.000 cho một giò nhá, là những cây cây to đấy ạ. Đấy, những cây to như thế này với giá là 35.000. Còn những cây mà nó nhỏ hơn nhá, những cây nó nhỏ hơn đây cô chú anh chị này, nó sẽ nhỏ hơn thì em bán với giá là 30.000. Đó, cây nào cũng rất là khỏe luôn. Đó, quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. 35.000 cho một cây hồ điệp nói phải nói là quá là tuyệt vời như thế này. Đó, kiểu gì thì cô chú anh chị về sang chậu trồng một dạo thôi là cũng có hoa đẹp để thưởng thức rồi. Cái hàng này thì cắt hoa khá là lâu rồi đấy cô chú anh chị. Đó, cây nào cũng như cây nào nó mướt mượt mượt như này. Nói chung là cái hàng này thì về cái lá ấy, thì nó không tránh khỏi là chầy xước đâu ạ. Nó không phải như cây đai châu, không thể nào mà giữ được từng tí lá một đẹp đâu cô chú anh chị nhé. Nên là nếu như mà khi mà hàng gửi đến tay cô chú anh chị mà có bị tét lá một chút này như thế này thì cô chú anh chị cũng mong hết sức là thông cảm cho em ạ. Cây khỏe cho cô chú anh chị mình với giá 30 cho cây nhỏ, 35 cho cây lớn hơn thì cô chú anh chị. Và ở đây thì em sẽ có hai cái mặt bông, đó mặt bông chủ đạo đó là mặt bông vàng và hoa đỏ nhé cô chú anh chị nhé, hoa vàng và hoa đỏ. Đó, chưa bao giờ cái cây hồ điệp nó rẻ và nó đẹp đến như vậy luôn ạ. Trước mặt cô chú anh chị đây là dòng nhạn va, hay còn gọi là dòng hoàng nhạn va hay là dòng nhạn an ba cô chú anh chị nhé. Đây là cái mặt bông của nó này, đó ngắm đã mắt luôn cô chú anh chị ạ. Cái dòng nhạn va rất là đẹp như thế này mà giá cực rẻ luôn nhé cô chú anh chị. Hoàng nhạn va giá rất là rẻ luôn. Một cái cây nhạn như thế này chiều dài của nó tầm từ tính từ gốc đến lá ngọn là hơn 20 cm nhé. Và những cây này thì sau này đến Tết là có cho cô chú anh chị những bông hoa, à sau này đến sang xuân ý ạ, là sẽ cho cô chú anh chị những cái bông hoa gọi là đẹp đáng thưởng thức nhất rồi. Đó, những cây rất là trưởng thành đẹp như thế này rồi. Và em bán chỉ có 130.000 cho một cái chậu nhạn an ba hay là nhạn va này thôi cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị nếu mà sở hữu một chậu thôi hoặc là hai chậu thì đến cái mùa hoa thì thực sự là cô chú anh chị có một cái giò lan ngắm mãn nhãn luôn cô chú anh chị ạ. Và bên này đây ạ là những giò giả hoa hồng đỏ. Mỗi một giò hơn chục thân như thế này, xung xuê hơn chục thân luôn cô chú anh chị nhá. Đây là mặt đông của dòng giả hoa hồng đỏ. Cây của nó thì không có lớn như những dòng khác nhưng mà khi mà nở hoa thì bông hoa không to, độ to không kém cạnh gì những cây có thân to đùng đâu ạ. Hoa rất là sai bông tự nhiên như này cô chú anh chị nhé. Và một cái giò như thế này thì chắc là sau này cũng cho cô chú anh chị một cái tác phẩm đẹp rồi. Giá chỉ có 120.000 cho một cái giò giả hạc hoa hồng đỏ. Chắc chắn khi mà nó nở hoa với số tiền 120.000 cô chú anh chị bỏ ra sẽ không hề làm cô chú anh chị cảm thấy tiếc nuối và thất vọng một chút nào luôn. Và bên này đây sẽ là những cái giò giả hạc Pháp này cô chú anh chị này. Với giò cũng rất là xum xuê như này, hơn chục thân. Dòng giả hạc Pháp là cái dòng hoa chủ để chơi hoa Tết ạ. Sai bông một cách tự nhiên và cái dòng này thì chắc là nhiều cô chú anh chị không lạ gì rồi. À, một cái dòng hàng mà đã có rất là lâu nay rồi đấy ạ. Đây cô chú anh chị này. Bông giả Pháp đỏ tươi giói đẹp như này. Đó, một cái giò giả hạc Pháp xum xuê như này với giá cũng chỉ có 120.000 thôi cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là một cái mặt bông phải nói là hạc vĩ phải nói là đẹp ngọt ngào luôn đây ạ. Không phải như hạc vĩ rừng, đây là dòng hạc vĩ thiên cung lự bố nhá. Trước đây em nhớ vài năm trước đây mỗi một thân thiên cung em bán hơn 100.000. Đó, mặt bông chuẩn như này. Em bán một cái giò hạc vĩ thiên cung lự bố này với giá chỉ có 100.000 thôi. Đó, thậm chí hàng này giá nó còn rẻ hơn, bán còn rẻ hơn cả hạc vĩ rừng. Mà mặt bông của nó thì phải nói là quá thực sự quá nổi bật luôn ạ. Rồi sang bên này đây ạ, cô chú anh chị cùng ngắm cho em một cái lô trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi. Mướt mượt mượt như này, một cái chậu to đùng 6, 7, 8 thân cô chú anh chị nhá. 6, 7, 8 thân, cái dòng trầm cổ này này. Cô chú anh chị mà chăm đến độ đạt ấy, mỗi một thân trầm cổ nó phải dài khoảng tầm 2 m luôn ấy cô chú anh chị. Mà nó phải to như ngón chân cái cho mỗi một thân luôn ạ. Đã. Đây là những giò trầm cổ đẹp vô cùng như này. Và đây sẽ là cái mặt bông của nó nhé. Cô chú anh chị cùng ngắm và thẩm cho em. Đó, cánh hoa đỏ, tím đỏ tươi và sáp bóng đẹp như thế này này. Rất là đẹp như này. Và một cái chậu trầm cổ như vậy em chỉ bán có 120.000 thôi cô chú anh chị nhé. Đây, hàng thì chậu nào cũng như chậu nào, bao đẹp, tuyệt vời cho cô chú anh chị như vậy. 120.000 cho một chậu thôi. Hiện tại cây đang độ phát triển như này, thân nó còn xanh, sau này khi mà nó bắt đầu rừng phát triển là thân nó sẽ chuyển sang cái màu xoắn đỏ cô chú anh chị.
ngay từ cái thân thôi cũng đã nhìn đã rất là khác biệt luôn rồi đấy. Cái dòng riêng dòng trầm dòng đỏ này, trầm trầm cổ này này cô chú anh chị. Và bên này sẽ là dòng trầm trắng ạ. Trầm trắng cho cô chú anh chị nào yêu mến cái mặt hoa trắng thanh khiết, cái mùi hương thơm ngọt ngào đấy ạ. Chậu 4, 5, 6 thân 110.000 cho một cái chậu trầm trắng. Đảm bảo hàng chuẩn, cây khỏe đẹp cho cô chú anh chị. Để mùa hoa tới cô chú anh chị được ngắm những giò trầm trắng nuột nà không tì vết đấy ạ. Sang bên này sẽ là những cái giò giả hạc chớp Mỹ. Một cái chậu chớp Mỹ như này thì hai thân cao vút luôn. Trên nó sẽ cao trên khoảng tầm 50 cm đến 80 cm cho một giò. Thân to đùng như thế này cô chú anh chị này mà vẫn còn đang tiếp tục đi ngọn. Một cái chậu chớp Mỹ hai thân như vậy với giá chỉ có 110.000 thôi. Hàng chớp Mỹ này thì bông hoa rất là sai. Nở hoa thì từ gốc đến ngọn luôn và thường là hoa sẽ nở vào thời điểm Tết ạ. Nếu như cô chú anh chị mình mà muốn có một cái tác phẩm thì cô chú anh chị lấy hai chậu cho em là một mình có một cái giò lan. Tác phẩm rất là đẹp luôn rồi nhá cô chú anh chị. Đây em còn duy nhất một cái chậu thì như là đâu 3-4 thân ấy, em cũng bán là 110.000. Và bên này sẽ là những cái chậu giả Hawaii. Một cái chậu Hawaii như này, hôm nay em để với giá là 80.000 cho một giò Hawaii. 80.000 cho một giò giả Hawaii thôi ạ. Và sang bên này đây thì em có một cái giò thiên nga màu đỏ rất là xinh luôn ạ. Đẹp, đẹp. Hiện tại là cây thiên nga đỏ này đang chuẩn bị đi vào mùa hoa rồi đấy. Em bán cây thiên nga đỏ này với giá là 100.000 thôi. Ở đây tiếp theo sang bên này đây là em có những cái giò. Đây cô chú anh chị này, đây là những cái giò kiều lộc bắc. Nhiều thân và khỏe, cực đẹp như thế này. Hứa hẹn sẽ cho cô chú anh chị là một hoa, một mùa hoa Tết tuyệt vời luôn. Kiều lộc bắc với giá là 180.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. 180.000 cho một chậu ạ. Bên này đây sẽ là những cái giò long tu xuân rất là mướt này cô chú anh chị. Đó, một cái bảng long tu xuân này hơn chục thân nhé cô chú anh chị nhé. Đây ạ. Khoảng tầm chục thân, nói chung là khoảng tầm chục thân đổ lên. Thì long tu xuân là một trong những dòng lan rừng mà nó phải nói là có mặt bông sai hoa nhất trong tất cả những mặt bông. Bông hoa rất là to, đây là vẻ đẹp của dòng long tu xuân này. Và giá của một giò long tu xuân như vậy ạ, em chỉ bán với giá có 110.000 thôi nhé, cô chú anh chị nhé. À đâu, 140.000 cho một giò ạ. Và riêng những giò long tu xuân như thế này khi mà cô chú anh chị sở hữu thì chắc chắn sau này khi mà nở hoa cũng sẽ có một cái tác phẩm đẹp như vậy nhé. Đó, đây ạ, một cái bảng long tu xuân. Đây cô chú anh chị nhìn này, mướt mát đẹp như thế này. 140.000 cho một bảng và em sẽ lựa cho cô chú anh chị những cái bảng đẹp và ưng ý nhất nhé cô chú anh chị nhé. 140.000 cho một bảng ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có những cái giò lan đen đốm mắt đen siêu to khổng lồ, cực kỳ là vip luôn. Mỗi một giò hơn chục thân, cây đã đi vào giai đoạn là chuẩn bị gọi là thắt ngọn rồi đấy ạ. Nặng chĩu tay luôn cô chú anh chị nhé. Cây mẹ cây con nặng chĩu tay luôn. Dài thân thì dài từ 50 cho đến 60 luôn ạ. Với giá một cái giò khủng như vậy chỉ có 230.000 cho một giò thôi ạ. 230.000 cho một giò đen đỗ mắt đen này. Và một cái chậu hoàng thảo hoàng lạp duy nhất cô chú anh chị về treo để thưởng thức hoa xuân đi ạ. Rất là nhiều mầm, có 110.000 cho một giò long tu xuân này thôi. À một cái giò hoàng lạp này thôi nhá. Cũng là dòng long tu nhưng mà đây là cái dòng long tu phải nói là thân cực kỳ là vip luôn. Mỗi một thân nó to đùng như là cái khúc cây mía luôn cô chú anh chị ạ. Đây là dòng dendro vàng kim cương. Dendro vàng kim cương của cái mặt bông dendro nó là dạng dendro đột biến ạ. Nên là trước đây mỗi một thân phải nói là mỗi một thân hơn 300.000 cô chú anh chị nhá. Đó, hiện tại thì em đang có những cái chậu dendro vàng kim cương, chậu từ 3 thân cho đến 4 thân. Thân to như cái ngón chân cái luôn ạ. Đó, cô chú anh chị cùng em nhìn cái ngắm cái mặt bông của dòng dendro vàng kim cương đây. Đó. Cánh hoa vàng rất là sáng kèm với cái lưỡi đỏ rất là đẹp như thế này ạ. Và một cái chậu dendro vàng kim cương này hoa sẽ nở Tết. Em bán với giá sẽ là 190.000 cho một cái chậu dendro vàng kim cương. Cô chú anh chị muốn lấy chậu 3 thân hay là chậu 4 thân thì báo em. Nếu như chậu 3 thân thì nó sẽ ngắn hơn một chậu 4 thân sẽ thấp hơn một chút và chậu 3 thân sẽ cao một chút. Đây là giá thành của thị trường với cái mặt bông dendro vàng kim cương ở vào cuối năm đầu năm nay thôi nhá cô chú anh chị nhá. 350.000 cho một giò hai thân như vậy. Nên là cô chú anh chị yên tâm cho em là khi mà cô chú anh chị đặt hàng bên em ạ, không bao giờ cô chú anh chị sợ mua bị giá cao hơn những nơi khác nhé. Hàng thì em bao chuẩn mặt bông cây giống cho cô chú anh chị mình ạ.
Và bên này đây sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ cực kỳ là VIP mà rẻ bèo bọt luôn đây. Trầm rồng đỏ thì cô chú anh chị không lạ gì rồi. Hoa như trầm rừng mà bông hoa to, cánh bầu đỏ rất là đẹp như này. Hoa sẽ nở vào thời điểm Tết cô chú anh chị nhé. Và giá của những cái trò giò trầm rồng đỏ hôm nay thì phải nói là cực kỳ là rẻ luôn ạ. Ở đây em có cái hình đầu tiên này cô chú anh chị, một cái thân to khoảng tầm 60 cm, cao khoảng tầm 60 cm, to đùng như cái ngón chân cái, và thêm vài cái thân thấp hơn ở đây. Đó, một cái giò rất là đẹp như thế này có 110.000 thôi ạ, 110.000 thôi. Tiếp theo là giò 36 này, đẹp mê ly luôn như này. Cái giò này rơi vào 5 thân cô chú anh chị ạ, 5 thân to đùng luôn. Đấy, rất là đẹp như vậy. Cái giò này em xin phép bán với giá có 120.000 nhá. Và tiếp theo ạ. Đó, cô chú anh chị ngắm cho em cái giò 37, đẹp chưa ạ? 110.000 cho một cái giò lan đẹp như thế này ạ. Và hình 38 này. Ôi, cái chậu này lên 8 thân luôn nhá cô chú anh chị. Mướt mát đẹp như thế này ạ. 120.000 thôi. Và hình 39 đây ạ. 39 đây, 110.000 cho giò trầm rồng đỏ 39 ạ. Ngắm thân lá không cũng đủ mê rồi cô chú anh chị ạ. Và hình tiếp theo là hình 40. Cái chậu 40 cũng vậy này, thân to đùng luôn. Cái chậu này em bán 110.000 và chậu 41 đây ạ. 41 em bán cũng với giá 110.000 và 42. Và sau cái lô này đi thì không biết là còn có những cây trầm rồng đỏ nó rẻ đẹp như vậy nữa không. 110.000 cho hình 42. Và tiếp sang bên này đây thì em còn rất là nhiều. À đây ạ, bên này ạ. Là những cái cây những cái cây lan hương cát cát ạ. Hương cát cát của chú anh chị nhá. Cái dòng này thì không chỉ biên lá mà còn lá biên hay còn gọi là lá phát tài, mà còn ngay cả cái bông hoa cũng có biên chớp nhẹ, biên nhẹ luôn đây cô chú anh chị này. Hương thơm thì phải nói là ngọt ngào thanh khiết vô cùng luôn ạ. Cái dòng hương cát cát ạ. Bông hoa nở căng rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Và một cái giò hương cát cát này thời điểm bây giờ cô chú anh chị về sẽ được thưởng thức hoa luôn nhá. Mà không phải chỉ thưởng thức mùa hoa này đâu ạ. Và rất là nhiều những cái thân nhỏ này này, rất là nhiều những cái thân đang trưởng thành phát triển này này, thì đến Tết là cô chú anh chị sẽ được thưởng thức thêm một lứa hoa mới ạ. Thì một cái giò hương cát cát đẹp như thế này, giá em bán chỉ có 180.000 cho một giò thôi. Đó, 180.000 cho một giò. Hàng này thì hoa rất là trang nhã, nhẹ nhàng, và cái mùi hương thì phải nói là vô cùng là cái mùi hương của nó thực sự nó làm mình rất là mê luôn cô chú anh chị ạ. Mùi hương của dòng hương cát cát này, một cái mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng rất là tuyệt vời luôn ạ. Sau bên này đây sẽ là những cái giò phụ nữ hoàng hậu xanh. À, đây là một cái cây phụ nữ hoàng hậu xanh bom đạn. Về em để vào một trong cái chậu này. Hiện tại cây hoàng hậu xanh đang bắt đầu là nở những bông đầu tiên xanh biếc luôn đây cô chú anh chị. Cũng rất là xinh luôn ạ. Ngoài chậu phụ nữ hoàng hậu xanh ở đây em đang giao lưu cùng cô chú anh chị một cái giò như này với giá là 140.000, rất nhiều giả hành. Sang bên này đây là dòng lan ngọc nữ này. Đây ạ, một cái chậu ngọc nữ đang rất là nhiều nụ luôn. Và cực kỳ là nhiều giả hành đang nụ như thế này, 160.000 cho một giò thôi. Dòng ngọc nữ này thì cho mình hoa quanh năm luôn. Cây thì cực kỳ là dễ sống, dễ chăm. Hoa thì rất là bền. Và ở đây thì em còn có thêm những cái chậu phụ nữ mèo cam. Hoa siêu bền luôn cô chú anh chị ạ. Mèo cam. Hiện tại những cái giò này nó đang hoa rồi. Và một cái chậu mèo cam như vậy hôm nay em bán giá là 160.000 cho một cái chậu mèo cam nhé. Tại đây thì rất là nhiều những cái hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi, để cô chú anh chị mình có thể lựa chọn những cái phần lan gọi là ưng ý cho sân vườn của nhà mình. Xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị. Đầu tiên thì em có duy nhất ạ, một cái chậu hài vân. Đầu tiên thì hôm nay em còn có duy nhất 4 cái hình hoàng nhạn này thôi. Đây là những cây nhạn rừng. Và để đây là những cây nhạn rừng bắc trụ nhá. Và để được có những cây nhạn gọi là đẹp mê như thế này này, không khác gì nhạn 4N luôn. Mà cái dòng nhạn 4N là cái hàng Thái ạ, mặt đông không khác gì nhạn rừng mình đâu ạ. Mà giá thì lại cực kỳ là đắt đỏ, cô chú anh chị biết rồi, chơi nhạn cô chú anh chị biết rồi. Nhạn 4N thì mỗi một cây 200-300.000. Đó. Thì thay vì chơi những cây nhạn 4N, cô chú anh chị có thể chơi sưu tầm giúp em những cây nhạn rừng mà đã được trồng thuần và đẹp như thế này ạ. Không khác gì nhạn 4N luôn. Cái hình này em gọi là cái hình nhạn số 2 nhá, một cái cây nhạn rừng nhiều cặp lá và đẹp như thế này này. Đó. Và cây này em xin phép được bán với giá là 75.000 nhá cô chú anh chị nhá. Nó quá là đẹp luôn ạ, 75.000 cho cây nhạn số 2. Và cây nhạn số 3 cũng vậy này, to đẹp.
Cây nhạn này em bán là 60.000. Và cây số 4 ạ. Cây số 4 đây cô chú anh chị, lá căng mướt cực vip luôn. Hình này em bán với giá 70.000. Và cái cây số 5, cây số 5 này em bán là 60.000 đây cô chú anh chị. Cô chú anh chị làm cho em một cặp như thế này này. Đó, hai cây có hơn 100.000 thôi ạ. Là cô chú anh chị có một cái chậu nhạn rất là vip để ngắm thân lá rồi, chờ ngắm hoa đẹp rồi nhá. Sang bên này đây sẽ là những cây Hải Vân, là những cây lam Hải Vân Nam và cây Vân Bắc nhá. Hôm nay em có cả dòng Vân Nam và dòng Vân Bắc. Nói chung là Vân Nam và Vân Bắc thì hoa nó đều rất là tuyệt vời. Đây là mặt bông của dòng lan Hải Vân Nam này cô chú anh chị này, rất là giống với cả dòng mà mặt hoa của dòng lan Hải Vân Bắc. Đó, Hải Vân Bắc thì đấy cô chú anh chị ngắm cho em. Đó, hoa nó có những cái điểm nó rất là tương đồng, nên có lẽ vì vậy mà người ta gọi là Vân Vân Nam và Vân Bắc đi ạ. Và ở đây thì Vân Bắc thì phải nói là siêu đắt, hiện tại là cực kỳ là đắt luôn đấy cô chú anh chị. Những cái dòng lan Hải Vân này thì nó dễ thuần dễ chăm. Đây là một cái chậu lan Hải Vân hình này, em gọi là cái hình số 1 Vân Bắc. Cái chậu này nhiêu đâu là đang có, hiện tại em đang có hai mèo nhá. Đang có hai mèo, cây này cây mẹ con luôn này. Đó, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 cây gì đó. 7 8 cây cả to lẫn nhỏ gì đó. Cái hình này em xin phép được bán với giá là 580.000 cho chậu lan Hải Vân này nhá cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà đã từng nghiên cứu về dòng lan Hải Vân Bắc thì cô chú anh chị biết rồi, giá nó không hề rẻ một chút nào. Còn nếu như cô chú anh chị muốn thưởng thức cái mặt hoa cũng là Hải Vân thì cô chú anh chị có thể lấy giúp em những cây lan Hải Vân Nam. Cái mặt hoa của nó cũng không khác gì cái dòng Hải Vân Bắc đâu ạ. Tươi và rất là đẹp như thế này này cô chú anh chị, dễ thuần dễ chăm luôn. Thì ở đây em đang có cái hình này gọi là hình số 6, một cái hình lan Hải Vân Nam. Hình này thì có 4 khóm như thế này ạ, với giá em bán chỉ có 90.000 thôi. Đó. Và hàng Vân Hải Vân này thì đang sắp đến mùa hoa rồi đấy cô chú anh chị. Vân Nam này sắp đến mùa hoa đấy. Sau Vân Bắc một chút thôi. Hình số 7 cả một lô này em bán là 100.000. Và hình số 8 ạ. Hình số 8 đây là 3 khóm, 3 dề to mập vũ luôn. 90.000 cho 3 phần này. Và hình tiếp theo là hình số 9. Hình số 9 cả lô này em bán là 100.000, có 2 dề ạ. Và hình số 10 ạ. Hình số 10 cả lô này em bán là 90.000 này. Mỗi một lô cô chú anh chị có một cái giỏ Hải Vân rất là đẹp để thưởng thức luôn. Sang bên này đây thì em có những cây lan Hải Helen, Hải mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng. Những người mà đã từng được ngắm cái mặt bông của dòng lan Hải Helen, cái vẻ đẹp của là lan Hải Helen đều phải ngỡ ngàng trước cái mặt hoa của nó ạ. Rất là xinh luôn, mà cực kỳ là sai bông tự nhiên luôn cô chú anh chị. Cái mặt bông đặc hữu của vùng Cao Bằng. Chậu Hải Helen này đang rất là nhiều nụ luôn này cô chú anh chị này. Em đã trồng thuần, đã trồng thuần về cô chú anh chị chỉ việc trao lên và ngắm những bông hài xinh đẹp, màu vàng xinh đẹp của nó thôi. Dễ thuần dễ chăm cô chú anh chị ạ. Chậu này em gọi là cái chậu số 25, em bán là 160.000. Chậu số 26 thì cực kỳ là to luôn. Mất bao nhiêu cái cây giống vào cái chỗ này luôn đây cô chú anh chị. Cái giò này em bán 250.000. Và bên này sẽ là những cái cây lan Hải Henry. Dòng lan Hải Henry với sắc hoa tím sáp bóng như này, độ bền trên 2 tháng. Helen Henry. Nói chung là mỗi một cây hài ấy, thì nó có một cái vẻ đẹp riêng cô chú anh chị ạ. Đây ạ, những cái chậu lan Hải Henry này thì hiện tại là đang mèo nụ hết rồi. Cái chậu này vừa xanh lá vừa đẹp thân như này em bán là 110.000 ạ. Là chậu 27, chậu 28 100.000 cô chú anh chị nhá. Và chậu 29 cũng là 100.000 ạ. Chậu 30 này cũng cực kỳ là mướt luôn ạ. Với giá em bán là 110.000. Và chậu số 31 đây, đó, bỏ ra 100.000 thôi ạ. Cô chú anh chị về ngắm ngay một cái giò lan Hải rất là xinh đẹp như này. Cái giò này em bán với giá là 100.000. Và hình 32 em cũng bán với giá là 100.000. Sang bên này đây sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo ạ. Là cái hình số 11 này, một cái khúc dáng hương đuôi cáo nguyên bản. Hàng lá xếp xinh ơi là xinh luôn ạ. Cây rắn giỏi khỏe mạnh mà lá xếp yêu thương luôn đây cô chú anh chị. Một cái khúc cáo nguyên bản đẹp như thế này ạ. Đẹp lắm luôn đấy cô chú anh chị. Cái hàng này thì cây ở ngoài nắng. Cái giò này thực ra thì hàng nguyên bản em đã chặt về nhà khá là lâu rồi. Và treo ở ngoài nắng gần như là nắng 100% luôn. Nên là cái lá nó bị ngà màu nắng này cô chú anh chị này.
Và cái giò giáng hương đuôi cáo số 11 này em xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị là 200.000 nhá cô chú anh chị nhá. Và hình tiếp theo sẽ là cái hình 12 ạ, là cái giò cáo mà cây lớn hơn, cái bộ rễ phát triển cực khỏe luôn, cô chú anh chị ngắm cho em. Đó, cái họ giò này ấy thì là có vài cây bị đang bị lỗi ngọn ở chỗ này này. Cái giò này em xin phép cũng được bán với giá là 200.000 nhá cô chú anh chị nhá. Hai cây giữa này đang bị lỗi ngọn và bây giờ đang chuẩn bị mọc cây con mới ạ. Dạ, cây to đùng luôn, cái giò này em bán 200.000. Và hình tiếp theo là cái hình số 13. Một cái giò cáo hàng chậu này. Chậu cáo này em bán với giá là 200.000 ạ, xanh mướt luôn. Và hình số 14. Đây, cái chậu cáo 14 này em bán là 220.000. Và 15, một cái dòng cẩm báo thơm từ thân lá luôn ấy cô chú anh chị. Ngắm cái bộ rễ kết hợp với cái thân lá rất là đẹp luôn. Cây này rễ gió rất là đẹp ạ. Cái chậu cẩm báo này em bán là 100.000 nhá cô chú anh chị nhá. Có 100.000 thôi ạ. Về treo lên và chờ thưởng thức hoa đi ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 16. Trời ơi rẻ quá nhỉ. Thôi 110.000 đi cô chú anh chị nhá. Cho em thêm 10.000 tiền công đóng hàng nữa ạ. 110.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình 16. Cái chậu này em bán 110.000. Và hình tiếp theo là 17. 17 là 3 cây đai châu. 3 cây đai, 4 cây đai châu em xả hàng 50.000. 50.000 cái hàng này có lỗi nhá cô chú anh chị nhá. Nó cắt lá một chút nhưng mà cây rất là khỏe. Và hình tiếp theo là cái hình số 18. Hình số 18 này em có 4 cây đai châu to luôn và không có lỗi đây cô chú anh chị. Về cô chú anh chị có thể làm ngay một trụ hay là một chậu đẹp 140.000. Và bên này sẽ là cây châu Thái. Hình 19 là một cái cây châu Thái này. Chậu châu Thái này em đã sang chậu rồi, ra rễ ổn định rồi đây. Và cái chậu châu Thái này em bán là 70.000 ạ. Là hình 19 ạ. Hình tiếp theo 20. Cái chậu này trồng bằng đất nung, cũng rất là nhiều cặp lá. Cây này thì vừa rồi cho hoa đẹp lắm luôn rồi đấy. Bị cắt một cái lá ở đây. Cây rất là khỏe. Hình này em bán với giá 50.000. Đó, chậu 20 50.000. Và hình 21 này, một phần kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Cái chỗ này là ba rề mướt mắt như vậy này. 140.000 cho cái lô kiều này nhá. Là một cái giò tuyệt vời luôn ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 22. Cái hình số 22 này là em có đang có bao nhiêu rề đây? Ba rề luôn, thân cứng cáp và rất là nhiều như này, cả một lô rất là nhiều như này. Em bán với giá là 170.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 23. Một cái phần kiều này em bán với giá cũng 120.000 đi cô chú anh chị. Về làm kiều tím nhá cô chú anh chị nhá. Mà cái giò phần lan rất nhiều như vậy, giá cũng 120.000. Và một cái phần em xả hàng, hình số 24, 80.000 một phần kiều tím này. Bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiếm này. Đây là cái dòng lan kiếm mà Phan Chí gieo hạt nhá cô chú anh chị nhá. Nói chung là hàng này thì hiện tại là chưa sổ bông đâu cô chú anh chị ạ. Những chậu này chưa sổ bông. Đó, nói chung là riêng dòng Phan Chí gieo hạt này thì nhiều nơi người ta trồng mà sổ rất là nhiều những cái mặt bông gọi là đẹp. Kể cả mặt bông mắm thôi cũng đẹp lắm cô chú anh chị ạ. Và cái chậu hình 43 này em bán là 120.000 này. Đó, cái giả hành lá xếp củ rất là đẹp luôn nhá. 120.000. Nói chung hàng kiếm ấy, mình không phải chỉ ngắm hoa không mà còn ngắm thân lá nữa. Hình tiếp theo là hình 44, cái giò này em bán 120.000. 45 cực kỳ là xung xuê luôn, em bán 150.000. 46 ạ, 120.000 ạ. Đẹp. Và hình 47 có 100.000 thôi cô chú anh chị này. Đây em còn có hai cái chậu HO hàng chuẩn mặt bông cây giống. Em bán xả luôn nhá, là chậu 33 ạ. 70.000 cho chậu HO 33 này. HO hay là năm cánh trắng hiển oanh ấy, rẻ bèo bọt luôn mà bao chuẩn mặt bông nha nhá cô chú anh chị. Hình tiếp theo hình 34, cái giò này một mầm gốc dài khoảng tầm 40 cm và một dàn cây siêu nhiều có 90.000 luôn ạ. Những cái chậu quế tím trước đây bán 140, hiện tại em để với giá là còn bao nhiêu? 70.000 đi cô chú anh chị nhá. Và bên này sẽ là những cái chậu lan cắt này à. Dòng cắt mini và cái mặt bông này thì siêu đẹp luôn, là mặt bông màu cam lửa rất là tươi, rất là đẹp. Và cái giò như này em bán là 90.000 thôi cô chú anh chị ạ. Hiện tại thì em thấy là những cây cát bên Trung Quốc đang tuồn sang Việt Nam mình rất là nhiều, mà cái mặt bông cũng bình thường thôi nhưng mà cứ rất là đắt đỏ luôn đấy cô chú anh chị. Thay vì mua những cây kia thì cô chú anh chị lấy giúp em những chậu cát này đi ạ. Vừa rẻ, hoa thì đẹp. Một món quà từ thiên nhiên ạ, một cái lô mật ong về, một cái tổ mật ong về siêu ngon luôn cô chú anh chị này. Một cái tổ mật ong khoái thơm nức mũi và trong vắt vàng ươm ngọt như này. Em bán 1 kg với giá là 200.000 nhá cô chú anh chị nhá. 200.000 cho 1 kg mật ong khoái ạ. Những cái tổ mật ong cuối mùa và đặc sánh luôn như này đây ạ.
Tiếp sang bên này đây ạ, là những cái con dao bếp. Là những cái con dao bếp được rèn bằng phương pháp thủ công của làng nghề Phúc Sen của vùng Cao Bằng quê em nhé. Cô chú anh chị đã những cái con dao này ấy, thì làm hoàn toàn bằng cái thép nhíp xe ô tô, đảm bảo cái độ sắc bền. Cô chú anh chị mua một lần dùng cả đời luôn. Và đảm bảo rằng là cô chú anh chị đã từng sử dụng con dao này rồi. Không biết là bao nhiêu cô chú anh chị đã từng sử dụng con dao này rồi. 100 người dùng thì em nghĩ rằng là sẽ không trở lại, không quay trở lại những cái dòng dao khác ạ. Dòng dao Phúc Sen. Đây là những cái con dao chuyên chặt thái. Chuyên chặt thái, con này nặng, khá là nặng cô chú anh chị nhá. Bản dày. Con này em bán với giá là 170.000 ạ. Và con này cũng chuyên chặt thái, có đánh nhám chống dính một bên. Cán gỗ. Em bán ốp 3 chốt này, cán gỗ và được đóng 3 đinh, 2 đinh chốt này. Con này em bán với giá là 180.000 ạ. Và con dao cũng bằng thép không gỉ ạ. Chuyên chặt thái nhá cô chú anh chị nhá. Con này em bán với giá là 200.000 cho một con này. Con dao tông, một cái con dao tông đấy ạ. Con này chuyên chặt thái này. À, kể cả chặt củi cũng được luôn ấy. Con này sắc nét vô cùng luôn. Con này em bán 200.000 ạ. Con dao tông này 200.000. Và bên này sẽ là một cái con dao chuyên thái. Chuyên thái nhá. Con này em bán với giá là bằng thép không gỉ. Con này là 150.000. Một cái con dao chuyên thái lọc ạ. Cực kỳ là sắc, có đánh nhám một bên. Con này em bán với giá là 160.000. Và một cái con dao mà có thể sử dụng để gọt hoa quả này, thịt gà, thịt vịt này. Con này thì sắc vô cùng luôn, sắc vô đối luôn cô chú anh chị ạ. Cán chui sắt liền như này em bán là 70.000. Và một cái con dao quắm ạ. Con này em bán với giá là 120.000. Con dao quắm chuyên chặt củi đi rừng. Và một cái con búa nặng trịch. Con này em bán là 200.000. Và miếng răng xe đén ạ, 100.000 cho một túi 1kg. Bên này đây thì em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. Vỏ thông nhá, đủ size 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn. Đồng giá 20.000 cho 1kg. Rêu rừng 50.000 cho 1kg. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp. Atomic 12.000 cho một gói. Hùng Nguyễn 25.000 dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. B1 Thái 40.000, B12 giải độc cho cây với giá 30.000, xúc cơ thai hóc môn tăng trưởng 50.000, liền da Mỹ Tiến 40.000 cho một lọ, liền da Mỹ Tiến 40.000, đặc trị côn trùng với giá 70.000, 3 loại phân bón thông minh thanh chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000. Kin Kin Bun đặc trị thú nhũn 25.000 trong gói. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi 100g. Phân bón thì em có dòng phân dê. Phân dê thì ở đây em có loại dài 10 sen. Đây ạ, dài 10 sen có 2.000 thôi ạ. Trong một túi như vậy. Và loại dài 40 sen thì sẽ có 20 sen chứ, có giá là 4.000. Và bên này thì em có thêm cái sản phẩm đó là phân chùn quế nguyên chất dòng cao cấp ạ. 35.000 cho một túi 1kg. Và đặc biệt là một cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này, được làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng ạ. Sản phẩm phải nói là cực kỳ là hoàn hảo. Bởi ngoài phân trâu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa cô chú anh chị, nên là cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu. Mà đặc biệt là vô cùng là lành tính ạ. Thoải mái bón trộn giá thể với cả giá thể mà không sợ đen đầu rễ luôn cô chú anh chị nhá. Bên với giá chỉ có 35.000 cho một túi 1kg. Và em vẫn có sản phẩm là tinh dầu hồi với giá là 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Này thì chiết xuất hoàn toàn từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhá. Rất là lành tính luôn ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây ạ.